Hello, mến chào cả nhà. Thì trên hình các bạn đang xem, đây chính là ở quê. Người ta gọi cái quạt này là cái quạt trần. Và có một cái quạt nữa để ở trong phòng và để ở trên cái mền. Cái mền là cái mền chống muỗi các bạn, chứ không phải cái mền chống nam, cái mền đắp là cái quạt mền. Và đây là cái quạt trần, để các bạn có thể phân biệt được là cái quạt trần ấy là để ở trên trần nhà. Và nó có rất chi là nhiều số, nó có từ số 1 cho tới số 5 để điều khiển cái tốc độ quay của quạt. Cái quạt này thường ở mắc ở trên nhà trần, trên trần nhà, cho nên người ta gọi là cái quạt trần. Cái quạt này gồm có 3 cánh và nó chuyển động tròn đều. Khi mà cái quạt được bật lên thì nó khá là mát. Vâng, nó khá là mát và nó mát trên diện rộng. Nhưng mà do tính chất nguy hiểm của cái quạt này là nếu mà nó quay quá lâu ngày có thể bị rung và bị dơ, bị rớt. Và cánh quạt đã bằng vật liệu sắt cứng nên là khá nguy hiểm. Cho nên là cái quạt này là hiện tại là đã không phổ biến ở quê nữa rồi, mà người ta chỉ dùng là quạt mền thôi. Quạt mền thì nó nhẹ hơn, nó nhỏ hơn, thì để ở trong mền. Thì vài bữa nữa mình sẽ về quê và về nhà mình sẽ quay lại cái quạt mền cho các bạn xem. Còn đây là cái quạt trần. Cách đây 1 phút thì mình đã tắt quạt đi rồi, nhưng mà theo quán tính thì vẫn quay khoảng 2 phút nữa rồi mới tắt. Đó, như các bạn có thể quan sát là nó gồm 3 cái cánh lớn. Cánh này rất chi là dài và rộng. Cánh này nó giống như là các bạn có một cái cối dây gió ở trong giữa phòng mình ấy. Đấy. Bây giờ mình tắt đi rồi mà còn quay được khoảng 3-4 phút nữa nó mới dừng lại cơ. Theo cái quán tính nó quay.